Thưa quý vị, là một đô thị lớn, tuy các sản phẩm nông nghiệp của thành phố không đa dạng như các địa phương khác, nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những sản phẩm mang đặc trưng riêng và đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Các sản phẩm OCOP đều đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nên được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn và có phản hồi rất tích cực. Đến phiên chợ xanh tử tế quận 3 thành phố Hồ Chí Minh ngày cuối tuần, chị Trân chọn mua nông sản và thực phẩm cho gia đình. Nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP mang đặc trưng của các địa phương cũng được bày bán tại đây. Hiện tại tại phiên chợ thì mình cũng thấy có nhiều những cái sản phẩm được đạt được những cái chứng nhận như là OCOP hoặc là hàng Việt Nam chất lượng cao, thì mình cảm thấy tin tưởng hơn khi mua, tại vì những cái sản phẩm này nó cũng lạ và bên cạnh đó nó còn tốt cho sức khỏe mình nữa, thì mà nó được chứng nhận nữa thì mình cảm thấy là yên tâm khi sử dụng hơn. Gia đình mình thì cũng rất là quan tâm tới sức khỏe, thì cái sản phẩm OCOP là một cái lựa chọn an toàn cho cả gia đình. Tại vì những cái hàng mà chuẩn OCOP thì những cái hàng nông nghiệp sạch cũng là một cách để mà ủng hộ nông sản Việt Nam. Cá dứa và những sản phẩm từ loại cá này vốn là niềm tự hào bao đời nay của người dân Cần Giờ, nay được nâng lên một tầm cao mới khi đạt chứng nhận OCOP. Qua phân tích cho là kiểm nghiệm, các thành phần phải nói là đạt và nó có cái giá trị là dinh dưỡng rất là cao. Đặc biệt đó là cá dứa Cần Giờ là một cái sản phẩm đặc sản vùng miền trước đây và đến bây giờ. Đặc biệt thì nó có cái sản phẩm tôm tự nhiên, tôm sinh thái, nó sống ở trong cái rừng phòng hộ, tôm mình rất là sạch. Nhiều người tiêu dùng đã tin tưởng và xem nhãn OCOP trên sản phẩm như một lời cam kết cho chất lượng hàng thực phẩm, nông sản. Để kích cầu thị trường, bên cạnh tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, nhiều cơ sở đã chủ động đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, bán hàng thông qua các trang thương mại điện tử. Thì mình mong muốn là tương lai sắp tới là sẽ những cái sản phẩm OCOP này sẽ được lan rộng hơn để mà tới tay được nhiều người với những cái sản phẩm chất lượng. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 28 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Để chương trình OCOP tiếp tục lan tỏa và phát triển thì cần có các cơ chế hỗ trợ giúp sản phẩm được quảng bá và bày bán nhiều hơn tại các điểm mua sắm phổ biến. Hiện nay Sở Nông nghiệp thì đang phối hợp với lại các quận huyện cũng như đặc biệt nhất là các hiệp hội doanh nghiệp trong việc triển khai các công tác hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái việc xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, trong đó có các hoạt động như là xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó tập trung cho các hoạt động xây dựng các website, các logo cũng như là các tem truy xuất nguồn gốc. Sở Nông nghiệp cũng đã có làm việc với các doanh nghiệp liên quan tới sàn thương mại điện tử để hỗ trợ cho các sản phẩm OCOP trong cái việc giới thiệu và tương tác về chuyển đổi số. Năm 2022 hứa hẹn là một năm phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, với tiền đề là niềm tin, sự ủng hộ của người tiêu dùng và sự nỗ lực chỉnh chu từ các đơn vị sản xuất. Chắc chắn các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của thành phố sẽ tạo sức lan tỏa rộng rãi, từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đô thị đặc thù, giúp người tiêu dùng thành phố có thêm nhiều sản phẩm sạch, an toàn.